ba cái nợ thế. Ba đêm chứ. Không được không? Không được. Anh Hoàng qua đứa đi, qua đứa đi. Ba quay ba quay qua xe đi con. Ra đi qua đó. Ba tới đó. Quay phim cho mình được không? Đi không ạ? Không cho quay trực tiếp. Thì mình quay lẹn thôi. Không cho, không phải đâu, không cho. Cho thì quay lẹn. Ở đây là ở đâu hả? Ở Phú Mỹ. Xe ba người chết trong xe chưa lôi ra. Chưa em ơi, ba người chết trong xe con á, chưa có lôi ra. Em qua ba là chưa. Dẹp em trơn lắm, em đi không được nữa. Cầm qua cho ba đi, cầm qua cho ba để ba quay á. Em qua em vô trong đó kia. Chưa, nó đâu có cho mình qua quay đâu. Ở Phú Mỹ á chị ơi. Nó cho, nó đuổi về kia. Ba người. Nó đuổi luôn. Đang chờ lôi người ra, người chết trong xe. Xe tải đâu có chết đâu không? Xe tải xuống rồi hả? Đây là xe con này đi sai rồi nè. À rửa hả? Đó. Chết ba người. Chị ba người mà. Chết ba người trong xe chưa có lôi ra, bây giờ đang chờ lôi ra nè. Người nhà đâu? Đi như chỗ mua án học bay này. Người nhà đâu rồi? Con bảo van đang ngồi khóc. Người nhà đâu có đâu kìa. Không. Thấy đâu? Hình như là ba người lớn hả em? Chưa lôi người ra nên cũng chưa biết nữa. Trong chiếc xe con đó, ba người nằm trong đó. Ở Phú Mỹ, Châu Bà Rông chị ơi. Ba người chết trong xe như ba người lớn á. Mà chưa có lôi ra. Hả? Cái gì Đình Sơn gì? Chị xe, ngồi xe đi. Sơn hả? Có là Sơn cắt tóc không ta? Chị xe á. Cái biển số xe 81A mà. Chị xe đó. Chị xe B chứ. B2. Xe con là A. A hả? Đang chờ lôi người ra. Người ta không có cho phát nè, chuẩn bị lôi người chết ra, người ta không có cho phát. Sao ở đó được đi lại? Ở đây đâu có dịch đâu chị ơi. Đi lại nhưng mà người ta vẫn bịt khẩu trang bình thường. Ở đây chưa có ai bị gì hết. Chưa biết xe nào sai chưa anh? Biết xe nào sai chưa? Xe con sai hay xe tải sai? Xe con sai em ơi. Chị cũng không biết nữa. Cái này ở xa nhà chị thì chạy vô coi. Nó đuổi về. Vì vô trong cao su đứng thì được. Phóng to ra quay. Thấy. Phóng to ra. Thấy người được. Đồng người á. Thì anh... Cửa tới cái hồ thải hoa khói đó. Có chưa tới cũng cho đây. Hồ thải mấy người đứng đó thì là cửa khói thôi. Thôi mà cái đường đó, lại bên đường bắt khói, cái là cửa. Đợi một xíu em qua bên em quay cho. Nó không cho qua coi thôi chứ không có cho quay. Nó cho mình coi thôi chứ không cho mình quay. Chờ mình quay phạt quay. Hãy subscribe.
bây giờ chuẩn bị lôi người ra, lôi người chết ra mà nó không cho mình quay, mình qua đó không cho. Phóng to lên con coi với. Người trong xe đây hả? Đây, người trong xe đây. Đó, chưa không thấy rõ, đợi xíu nữa nó lôi làm mới thấy. Chết ba người là một người, hai người trước, một người sau đúng không? Hai người trước, một người sau đúng không? Tài xế rồi. Tài xế bên xe tải đi rồi. Ở Gia Lai em ơi, Phú Mỹ. Phú Mỹ. Tài xế chạy rồi. Anh đi thăm xe con rồi mà. Xe con sai hay sao á? Xe con sai đúng không? Quay nó đi xuống nó thu là cả làm cờ nó phải ẩn với cái mời kìa. Rồi thì giờ nó tống ra hết rồi. Ờ, cái qua bên kia quay được kìa anh, dắt em qua kia đi anh. Đi qua đây, qua cắt cái điện thoại nữa. Ờ, tài xế xe tải chạy đâu rồi không biết. Xuống xe đi rồi. Đi xuống xe đi đâu rồi á? Tài xế này bằng đây mà. Ờ, xe con vượt ẩu hay sao á? Xe con vượt ẩu đúng không? Xe con đi bên này mà sao bay qua bên kia dữ ta? Chắc ngủ. Trời ơi, bể nát cái xe hết trơn rồi. Ừ. Người ta nói là đang giãn cách mà sao dân ở đó đi ra đường đông quá vậy. Chưa đâu, cái khúc mà lôi người ra kìa. Đi về nhà, vào nhà cho rồi nè. Kệ mẹ chứ. Con đi về bà nó hấp dẫn. Để đi qua bên cao su á. Qua bên cao su là có thể quay người ở bên trong được. Đi. Đi mà khoan từ em tắt cái điện thoại rồi em mới đi được chứ không. Cầm đi, cầm đi luôn hả? Đi giờ mình đi bên hướng này nè. Đi, không mình đi lên trên này nè Linh. Đổ cho mượn. Xe nhắc hai xe là gần nhau đó nhanh hoan. Đổ cho mượn cái chết. Nhắc hai xe này gần nhau đó. Đi qua ba là gì? Như là mình phải bị để điện thoại xuống dưới chứ không là nó không có cho quay. Để vô em vô trong cao su quay cho mọi người coi. Vô trong góc kia mới quay được kìa. Hả? Nó chặn trong kia mẹ nó rồi. Ủa nó chặn tính qua quay người cho mọi người coi mà nó chặn mất tiêu rồi. Đó nó không cho quay. Đổ đầu thẳng luôn. Xe con chết chị ơi, xe con chết ba người chị ơi. Xe tải không bị gì hết, xe con chết ba người. Em đi vô trong cao su để em quay người. Chết trong xe. Ui, nó đóng cửa hả? Bác chờ con đi bác. Bác chờ con tự bên đợi bác. Con chạy đi không đi. Ở Phú Mỹ ở Gia đi tao đi tao sợ quá. Ở Phú Mỹ mọi người ơi, Gia Lai. Huyện Chư Bà Rông á. Ủa công an đứng chặn mẹ đây rồi Linh ơi. Công an chặn rồi mọi người ơi. Trong xe là chết ba người. Hồi nãy là nó cho người tới coi mà em vô chẻo giờ nó không cho coi. Rồi từ em giấu cái điện thoại đó nha. Công an nó thấy cái đã rồi em tới gần rồi em quay cho coi. Chia sẻ lên mọi người ơi. Đây. Trời ơi Linh nó sợ quá Linh ơi. Trời ơi. Kìa. Trời ơi. Quay tôi sợ. Ôi, tôi sợ quá hả? Ôi. Quay em biển số hả? Biển số ở Gia Lai em ơi. Đó. Mọi người thấy không? Linh ơi, nó tối quá Linh ơi. Tao sợ quá à, tao không dám đi. Tao về tối tao ngủ không được. Em sợ lắm. Tôi phải dắt em nhắm mắt lại. Ủa. Ôi mọi người coi chứ em không dám cốp mà quay lên chiếc xe cho chị đó, chị sợ quá hả? Em sợ lắm. Đó mọi người thấy người chưa?
Đó, một người, hai người ngồi trước, một người ngồi sau này, người ngồi sau là nằm rồi kìa. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, hai người ngồi trước, một người ngồi sau. Ôi, chết, tao run hai chân luôn á, tao đi không được. Ghê quá, em sợ được rồi, thì phía này ghê quá. Có cái người tại sạc nó không, ghê quá. Đó, mọi người thấy chưa? Quay biển số ha. Để bây giờ chị ra chị quay biển số cho coi nha. Biển số này là ở Gia Lai. 81A mấy quen rồi. Biển số ở Gia Lai. Tội lắm chị ơi, ba người luôn á, hai người ngồi trước, người ngồi sau chết hết luôn. Còn xe tải là không có bị gì hết. Xe tải không có bị gì hết, chỉ bị xe con là chết ba người luôn á, mà hình như là xe con sai. Dạ chết hết luôn chị ơi. Anh có thể quay được á, em quay được á anh, nhưng mà em sợ quá, em run quá không quay được. Anh phóng to là anh ấn bao giờ nè, anh phóng to. Đi. Anh cứ nói gì đâu. Em sợ quá à. Người nhà người ta lại vô chị lại rồi em ơi, ở trong chưa xe á. Người nhà ở trong tội lắm anh ơi, em sợ lắm. Em run nè, tay em run luôn nè. Không thấy gì hết, nó đâu công an đâu cho mình quay gần đâu, nó em chỉ phóng to cho mấy chị coi sơ được thôi. Đó anh quay đi cho em sợ lắm, anh phóng cái điện thoại to ra vậy này. Đó anh, em nói đi anh đó. Thì anh quay cái xe con á, anh phóng to ra. Đó. Anh phóng to ra là người ta thấy người trong đó. Chết tại chỗ luôn. Đó. Đó, người đó mọi người thấy người chưa? Đó. Phóng nhỏ lại. Đó là phóng nhỏ lại đó. Đó có tới gần đó, đi chạy tới một xíu nữa là quay được. Người ta đem chiếu tới giờ, người ta đang qua đang đem chiếu tới để bưng ra kìa đó. Đem chiếu tới để bưng ra kìa. Ở điểm 7. Dạ đúng rồi, ở điểm 7. Đó người ta đang đem chiếu tới rồi kìa. Vừa bây giờ vừa bưng ra đó, người ta đem chiếu tới rồi đó. Em sợ quá, em không có dám quay luôn á mọi người ơi. Em kêu chồng em quay chứ em sợ quá. Ba người lận á. Ở huyện Chư Bà Rông, Gia Lai á mọi người. Ba người chết tại chỗ luôn. Ở trong chiếc xe con đó là ba, hai người ngồi trước, một người nằm đó, mọi người thấy không? Ui, bưng tay luôn chân nè. Sợ, đem chịu tội bưng ra đâu kia. Bây giờ đang đi mua chiếu về để khiêng người ra. Hai thằng ngồi thế. Đó, hai người ngồi trước kìa, một người ngồi sau kìa, hình như ba người con trai luôn phải không? Ba người con trai luôn. Và ở huyện Chư Bà Rông, tỉnh Gia Lai á chị. Ngay cái chỗ đài liệt sĩ phải không? Ngay chỗ đài liệt sĩ á. Đó, ngay chỗ đài liệt sĩ đó đó. Mọi người ai ở Chư Bà Rông thì chạy ra coi nha. Cái xe con đi sai, nghe nói xe con đi sai á mọi người. Nó vượt nhanh quá sao á. Gần với nhà mình vậy đâu. Ba người đàn ông. Người nhà lại rồi chị ơi. Dạ không có bà đàn ông á chị. Ba người đàn ông á. Hai người đàn ông ngồi trước, một người ngồi sau. Đó, người ta đang trải chiếu để khiêng ra. Quê ở Gia Lai chị ơi. Xe tải cũng Gia Lai luôn hả? Xe tải là Đắk Lắk. 47 là Đắk Lắk, còn xe tải Đắk Lắk, còn xe con là ở Gia Lai. Đó mọi người. Đó, công an nó không có cho coi đó mọi người. Công an nó không có cho vô. Em lớn em ơi, ba người lớn trong xe con chết hết tại chỗ luôn. Còn trong xe tải thì không sao hết. Chị trốn vào trong này chị quay chứ không, nó không có cho quay. Trời ơi, người nhà kìa, áo trắng là người nhà kìa. Tội vô kìa, trời ơi, nó muốn xỉu luôn rồi kìa. Ôi, áo trắng người nhà kìa, tội vô kìa. Chết rồi. Thằng ta nhận ra mình đưa ra không? Đó, trời ơi, coi kìa, chết rồi, nó chịu không nổi luôn kìa, nó gần xỉu rồi kìa. Ở ngay chỗ, bị ngay chỗ liệt sĩ á chị, còn cái người bị tai nạn là trong chiếc xe á. Cái người chết là ở trong chiếc xe á.
tai nạn là ngay điểm 7 mình nè, ngay chỗ cái liệt sĩ nè, còn mà người chết thì ở chiếc xe. Đang chuẩn bị khiêng người ra mua chiếu rồi. Trời ơi, người nó đông kìa. Đó, người gục đầu chắc là bị đập đầu vô trong cái thanh đó đúng không? Ừ. Đập đầu vô trong cái thanh đó. Tông thương mà kia đâm đưa vô đúng không? Kéo, kéo đúng không? Ừ. Mà sao kéo sao kỳ vậy ta? Anh chắc chạy nhanh nữa không em? Ừ, chắc xe tải cũng chạy nhanh. Anh ta ngồi chết. Đó, tài xế đó. Rồi sau là có một người nằm dẹp sau luôn rồi. Ừ. Giờ đang đi, người nhà đang tới nhận để khiêng ra. Alo. À, ba con đang đi dưới này có chiến không? Dạ. Đi rồi đó. Người chết là ở chư xe. Còn tai nạn là ngay Phú Mỹ. Ngồi phía sau cũng bị luôn chị ơi. Hai người ngồi trước, người ngồi sau bị hết luôn. Xong. Người chư xe thì phải. Biển số xe chưa thuê. Chưa xe. Còn xe tải là Đắk Lắk. Chết tại chỗ. Biển xe. Chết trên xe luôn. Thì theo cái bàn nó văng đi văng lại á. Dạ, ở người nhà cái áo trắng là người nhà đó. Ở Gia Lai chị ơi. Mình nói chưa xe ta không biết. Ở Gia Lai chị ơi. Ba người chết tại chỗ luôn. Ồ, thắp hương mua chiếu rồi bây giờ khiêng ra đó. Em run quá em không dám tối, em sợ. Em không dám tối, em sợ quá mọi người. Đó, mọi người thấy không? Alo. Rồi ông kia ổng lại ổng che mất cái người trong xe rồi. Phía sau vẫn bị luôn em, chắc bị nghi bị đập cái đầu vô đâu á. Hai người trước cũng bị mà người sau cũng bị luôn. Điện thoại em pin đầy chị ơi. Điện thoại em pin đầy. Đang coi tai nạn này sao? Dạ, đang thắp nhang để cho người nhà nhận để khiêng ra. Em tới gần đó đi anh. Cho em tới gần đó xíu đi. Thầy quay được không? Dạ, được. Đó, vừa lòng mấy bà chưa? Ở trước hai người, sau một người. Trời ơi, tội vô kìa, người nhà tới kìa. Thay người nhà đây. Tội quá. Cái hai anh đó là người nhà. Đó, người nhà tới rồi đó. Ở Gia Lai em ơi, Chư Bà Rông.
Ở điểm 7 á, Phú Mỹ á. Dạ, nhìn người nhà thấy thương không chị ơi? Đó, coi kìa. Sao người ta thắp nhang hay gì mà khó dữ vậy? Dạ. Thắp nhang để khi